Kim sao không muốn cơ, thế không có con giường giúp gì cho. Con chia này của con chia nó dở vậy. Con đừng có chia đi ha, mất dẫn nha. Coi nghe thì đào cho vô cho lồn đi con cho. Vô bếp không biết nấu cơm là phụ nữ vô dụng hả? Không, nó đi, cái nó bình thường có gì hay. Bởi vô chú chiếc nghe nhiều hậu, ta chẳng qua ta nhịn nhõm, ta thèm nứa chứ còn nó... Cơm của được một quả trứng thôi đó hả? Ít cơm quá. Không nói, em chiên nó được rồi, ít chó. Em bao nhiêu? Nhào nhiều đúng không ý? Sẽ đón nó chủ rồi chứ má. Ý là nhào nhiều không có tốt cho sức khỏe chứ. Còn nhà ta trẻ thích béo. Trời thích ăn béo gì đó, mấy đứa nhỏ ăn cho nó nổ mụn hả cho nội. Trời, cái bếp của bà Lợi đây. Cái bếp của bà Lợi có nhái bếp được kem nữa. Mẫu 9 người 10 ấy, có người là giàu nán lên rồi đập tính bỏ vô. Còn có người là bỏ cân rồi đập trứng bỏ xa. Bây nữa con cũng chiên kiểu nữa, lâu lâu là con đổi. Lâu lâu là đập trứng bỏ vô, lâu lâu là cho cơm trước. Cô là thích cho cơm trước. Chiên lên. Trời gian dầu quá. Cái này đủ rồi, xóa ha, xóa dẻo cà phê rồi đi vậy. Ủa rồi nhỏ ơi giữ hơn cũ. Câu mấy lần mà có tiêu, mấy giờ một cái kia. Người về giảm dạy. Giảm chân. Lồn thức phận nhỏ hồn rồi mấy cái ngày này lỡ mạch trước đó. Lồn coi xin nuôi với con bộ đó. Thì đây là cái một tuần về giảm cho con ra. Ủa vâng coi xin nuôi với con bộ đó nó sao không? Có lẽ mua cà của đựa nó mà. Sợ lắm. Bây giờ tháng chạy luôn, không đi biển chạy cả tay nửa tiếng còn bỏ chạy tử nữa. Còn nếu có tiếng thằng mùa. Chứ là con muốn xuống dưới răng cua thử mà xoa quá thôi. Đúng rồi mà, dưới răng cua, không biết, còn từng đây mà làm thứ mát. Thằng đập bo có chiều hơi có đi. Còn hơi từng trước là do hết, không chiều có chiều đi hết, xấu xấu hết luôn. Từng nghĩ được hơi ngà, từng 9 tiếng. Ừ. Nó tiếng từng hơn rồi. Nó chọn mất nó để chỉ từng hơn rồi, khỏi mới đó. Hồi trước ở trên công ty con là một ngày 9 tiếng à. 9 tiếng nhưng từng nghỉ một ngày rưỡi. Bà thì luôn cho xin lo đây, bỏ rưỡi dài. Thì mẹ phải 15 phút. 6 mô cũng luôn có 6 biết đó hả? Là có một bữa có chiều. Không, nhưng mà nếu như quen coi nó cũng được. Còn dân nhà luôn mà luôn tính má họ mới vô nè. Tiếng nó gì tiếng nó đi dầu là nó sao nghỉ. Họ gặp khách nó sao nghỉ rồi á. Nó nghỉ là đỏ luôn cứ. Còn dân dài nó không tính tiền thế. Mà vô cuộc luôn một đường đi có đạo luôn qua ngà cái cũng nhiều thời gian. Ở xưa đây tốn giờ anh đi. Họ mới tự do có ở chúng sống. Mới đầu là thấy không quen thôi. Mới bị nhặt của bà Tài nè. Quen một nửa là có bắt đầu vô lên một trường. Mới đi lép lại nè, đi không biết có bếp chưa. Bếp một cái đó rộng mà chưa biết nó kho chỗ mua cái nó nhẹ rồi đó. Nó không về nghe mà cũng nghe từ lần đi nó mua. Để làm sao mình phải tập đi. Có tao có kiên nhẫn. Cái con chưa đi mới vô luôn, cái chưa chạy hết nổ là không có thành công. Cái lồn bùa, ngôn trường bùa là cuối cùng là thúc đại mình được máy luôn. Vô cả một cái liền nếp nó mới bán được. Cái một lồn lại cái đực nhà thế na. Nó đang dặn đi với dĩa đồ này, nó quen chỗ này ghiền luôn. Tại nó cái gì cười ra. Cái môi trường ở trong đó nó chuyên nghiệp luôn. Rồi có con trưởng một phần hết, nó lại hết cũng ghiền đạo nữa luôn. Cái đời vô lồn mới có mái nhà nó lúc đầu nhà bếp ven. Một bếp ấy, cũ. Bếp nhỏ cái nó. Đủ nhà bếp mà không đem được. Nhà nó đi vô cộng có tiền. Con trưởng một phần nó cho mượn. Đâm nhau người bó ta hơi ta nhại đó. Trong kia sau điều đó. Cái hồi con nó đưa một tiền cái túi về đó. Con nó đưa tài khoản chuyển tiền nhiều quá. Cái lộn tay này thì thấy thằng khó có hình như cái nam tiễn đó. Tôi biết chọc đúng không? Tôi biết chọc. Tôi chọc cái cô. Có tháng nào nó hình như là cứ như là bóng cái kiện cho biết luôn. Còn mấy tháng xa thì hình như có hơi là tiện chứ. Còn mấy đứa thì lùi mấy chiến gì hơi là ta bỏ. Lương cao hả? Lương có yến cao hả? Để tăng hả?
Không, từ thường lễ tăng chứ rồi nó lương nó cũng không cao đâu. Nhưng mà tính ra lương lễ tăng như nó như đứa là cao luôn cao đó. Để mà có tao biết chặt không? Mẹ không cho muỗng luôn đó chá. Vì nó con chiên là con cho nữa. Xì vào. Cái gì đây? Ôi, nước. Mắm rút. Xôi. Đồ hôm, án chiều kinh đi. Hôm mà, là các tệ xét bom ấy đấy. Ừ. Là hắn tắt liền. Ừ. Con gò à, gò nó cũng non non một tí đó. Ừ. Bẻ đánh nó có con gò, với mình dĩa đồ sổ, đồ ta, đồ thịt bò. Ừ. Nhưng mà nó qua thậu. Ừ. Thậu mới thậu qua là chỏ nè, cái ngon thì thêm mình. Cái là... Cái khổ thịt này. Ừ. Mời bom do mùa là nẻ nó nhà đi sai vô trả luôn. Ừ. Bom cho thâu đi là nẻ cho suối nè. Ừ. Rồi mất công gì xa xưa đó không đi. Không đi đó rồi cho thâu bóp hay gì đồ cúng gì hết rồi đó. Rồi đồ cúng bưng rồi đó hả? Bưng rồi. Rồi cái lại với lúa biểu cho con văn. Lúa mình đã chẳng mời cái lộn nó biểu định nó cãi lại như ăn luôn cho hết đồ. Ừ. Cái tân nghi rồi, nghi với ý là qua chiều rồi, bởi vì tân nghi ngủ thuê ngã nghỉ rồi. Ừ. Cái ta điện lên bà ro con hả, con rưỡi đó, cái gì mà bà ngủ. Cái ý thì lồn chỉ là cái đây là, nó nếm mà hay luôn. Ừ. Cái gặp cái loại nhát, cái là cái chiếc mây. Cái cầm nút cây chứ là, nút cây chứ là ren. Cái đi lên, tên người mốt thì ăn đồ, đồ ăn cái lốt luôn, của nút cây. Rồi đem gì cho bọn hé. Đúng rồi, mà cái cây mình đợi im, nó trả lại. Cái ừ. Cái bỏ người như thế nào giữ á, rồi em đi rồi giữ. Ừ. Cái chuyện ta hầu với lại má tí nữa, ta điện mẹ trở lại luôn, để non sớm trở luôn. Ừ. Đỡ thì cho con trở bạc lên đá. Nên nhớ ai á, rồi cũng có, còn sáng thì giữ lại tạm rồi. Ừ. Em không thấy còn lại, mà mình hay em đồ mứa nữa. Em bỏ mứa. Dạ được. Phải không? Rồi có nguyên nhân chứ. Chỉ nó ăn nhiều cỡ lắm. Có gì vậy? Em bắt em để em bỏ tay lên. Cái sách. À. Cái sách đi. Sách đi đấy. À. Em đem đồ gì em bỏ trong tủ đông đi. Nó muốn gì? Các em thôi, món của Nhật đó. Các em lá thôi chứ. Đông, lỗ đông rồi hết. Cái này sợ đông rồi đó. Bỏ hát tha, gì làm đường nữa. Nữa. Chị gì làm đó. Chị chẳng dọn nó, ừ. Tại ngoài này nữa. Đây đủ lên nè, em với mấy anh ta, em chứ mua nữa. Thảo cô em đi. Thằng Điển ăn gần xím á. Cô ăn đi. Chụp ngủ như vậy, cũng kêu ngủ tới trưa. Mấy chị mới chia mấy cái bỏ xí đường không? Không. Ừ. Ăn đi con, ăn chén thôi, ăn xí thôi mấy. Ủa còn nó nẻ sâu vậy không chiên luôn. À. Ừ. Em không đó chứ. Ủa nó ăn không rồi. Cô ta thì chén không? Tại bữa qua cái đèn đa kìa. Rèn đa mà chiên cho giòn chó, chiên cho giòn. Người con cạn chủ yếu vì bộ người chứ không phải vì bệnh. Người chi bỏ hết không ăn dễ ổn mà. Thế là bỏ hết cây có không ăn.
lát xương trứng kho tà bữa mới xong kho tà rồi bữa em thấy nhà ông qua diêm tiên sang rồi đó rồi. Nhưng mà hắn không có giòn gì nếu mà cái trứng nên là hắn không có giòn giết gì trơn. Kìa hắn chị điện hắn chay quan rạng chi cũng có trời vô lên chơi chở con cho cái chiếc cái gì kêu sao có món cơm hắn không có giòn giết gì trơn. Ông chị mẹ của con chưa muốn dở vậy. Coi là cái chi đi tham mất dẫn đi. Coi nghe từ đào cho vô cho lồn đi còn cho không lồn.